Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày kỵ Sửu tháng giáp ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trận. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày kỵ sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, quý mùi, ất mùi, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày xỉu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh mùi ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi mậu tý nhâm tý canh dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tử, sao cắt khánh, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao nguyệt hư, hay còn gọi là sao nguyệt sát, sáu về việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao nhân cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu hoàn thành tốt công việc được giao nhờ có sự nâng đỡ của ngũ hành tam hợp chia chở với sự sáng tạo và thông minh của mình, bản mệnh tuổi tí có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác. Với bạn tuổi tí trong ngày này, thử thách trước mắt chính là cơ hội để cho bạn thăng tín. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng để nắm bắt, trở nên chần chừ, do dự để cho cơ hội trôi qua khỏi tầm tay. Quý nhân phù trợ sẽ khiến cho mọi việc của bạn càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn bạn nghĩ. Tuy nhiên với bạn tuổi Tý trong ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn không thể bỏ qua và nếu như vợ chồng có điều gì mâu thuẫn thì cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau không nên giấu ở trong lòng như vậy vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc được thuận lợi đạt được mục tiêu đã đề ra tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy thông minh tinh tế có khả năng gắn kết mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có cơ hội thăng tiến hãy mạnh dạn để nắm bắt tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải quyết đoán hơn chớ nên trần chừ do dự tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sau tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 46, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu có thể sẽ phát tài bằng nghề tay trái của mình và có thể trước đó bạn đã đưa ra quyết định đúng đắn và chính là cơ hội để cho bạn thu nhận thành quả xứng đáng với mình trong ngày hôm nay. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, bản mệnh cũng có thể phát lên nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải nhớ rằng có làm thì mới có ăn, không nên quá phụ thuộc vào vận may mà không chịu đổ mồ hôi nước mắt. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, các điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Bạn đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc và đưa ra những quyết định độc đoán không quan tâm tới cảm xúc của người ta như vậy. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim phát tài nhờ vào những công việc làm thêm. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có thể phát lên nhanh chóng dựa vào vận may tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy chứng minh giá trị của bản thân mình bằng hành động thực tế tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên sống phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc là điều gì tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc hãy dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 20 số 75 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tỵ tuổi Dậu tử vi tuổi dần Thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có kíp tài tác động, cái điều này làm cho bạn tuổi dần bạn là người nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng lại rất dễ hành động, thiếu đi lý trí và thậm chí còn manh động nữa. Và điều này khiến cho bạn dễ vướng vào nhiều rắc rối không đáng có và cần tới sự giúp đỡ của người khác để khắc phục nữa. Trong công việc của bạn tuổi dần ngày thứ năm này, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên nghe theo lời suối bậy của những người khác đang rình rập, luôn muốn hãm hại bạn. Tính tham lam thường không đem lại kết cục tốt đẹp cho bất cứ ai. Vì vậy, với bạn tuổi dần, bạn cần phải học cách hài lòng với những gì mà mình đang có. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch là ngày mùng 1 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này được xem là một ngày tốt. Vì vậy với bạn tuổi dần, bạn nên thực hiện những công việc to lớn. Tuy nhiên, á, riêng đối với việc động thổ và làm nhà, bạn mệnh nên chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy phải đối diện với nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tinh thần làm việc tiêu cực có ý định buông xuôi. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên nghe theo những lời suối bậy của kẻ xấu. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên thực hiện theo kế hoạch đã định sẵn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 50, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có mộc khác với thổ cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái của mình đang ngày trở nên xa cách và bạn tuổi mão có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như kỳ vọng mà mình đã đặt ra Tuy nhiên, bạn không nên nóng nảy áp đặt con cái quá nhiều nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão, bạn và người ấy cũng có thể có sự tranh cãi về những quan điểm không thống nhất được với nhau. Bạn tuổi mão không nên cứng nhắc một mực giữ ý kiến của mình mà cần phải mở lòng và sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói cái đã. Và ngày này với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Mão là người bảo thủ trong công việc khó tiếp thu những điều mới mẻ và bạn đừng có để cho đây trở thành nguyên nhân khiến cho bạn bị tụt lùi lại phía sau để cho người khác vượt qua một cách dễ dàng nữa. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có phần căng thẳng. tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, bảo thủ trong cách giải quyết công việc chung, tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng có tạo cơ hội để cho người khác vượt qua mình dễ dàng. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 85, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi thìn sẽ gặp trục trặc trong công việc kẻ tiểu nhân có thể ném đá giấu tay gây chuyện thị phi khiến cho người khác nghĩ sai về bạn và với bạn tử thìn, bạn cần phải giữ bình tĩnh hết sức có thể khi đối diện với mọi vấn đề nhé. Đặc biệt là trong ngày thứ năm này với bạn tử thìn, bạn trở nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng. Dù là tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, bạn hãy cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng điên mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân, có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn tuổi thìn đang cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn vướng phải những bóng hình trong quá khứ. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ gặp phải trục trặc trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây chuyện thị phi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc trở nên nóng nảy nói năng thiếu cẩn trọng tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 3 sao Con số may mắn Số 26 Số 37 Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ Màu sắc cá tường Màu nâu Màu xám Quý nhân phù trợ Tuổi tí Tuổi thân Tuổi giàu Từ vui tuổi tỷ thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi tỵ bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi tỵ đang gặp ngày của thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bà tuổi tỵ phải đối diện với nhiều rắc rối trong ngày hôm nay. Bà tuổi tỵ có thể cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí có ý định muốn buông xuôi nữa. Với những cảm xúc tiêu cực khiến cho công việc của bạn đã khó lại càng khó hoàn thành hơn. Và với bạn tuổi tỷ, khi rơi vào tình trạng quá căng thẳng, bạn có thể để cho bản thân mình có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và sốc lại tinh thần làm việc. Tuy nhiên, bạn đừng có vội bỏ cuộc, bởi nếu như bỏ cuộc lúc này thì mọi cố gắng của bạn trước đây cũng sẽ đổ xuống sông xuống bể mà thôi. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ đang có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa phải đối diện với nhiều rắc rối trong cuộc sống. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nên cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, công việc khó hoàn thành vì những suy nghĩ tiêu cực, từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên bùa cuộc, dù trước mắt bạn có nhiều khó khăn, từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và thấu hiểu. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 22, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi ngọ bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi ngọ bạn vốn là người tài giỏi nhưng trong ngày này bạn lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại tác động. Cái điều này làm cho bản mệnh rất dễ đánh mất đi sự bình tĩnh. Bản mệnh tuổi ngọ sẵn sàng gây gọ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân, dù là lớn hay là nhỏ, và điều này khiến cho mọi người không muốn hợp tác với bạn nữa. Và trong ngày này với bản tứ ngọ, bạn mệnh cũng dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn và quyết định gác lại những công việc khó khăn cần có sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tự tạo động lực cho mình, bởi nếu cứ bộ dựa công việc dựa chừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng ngại bắt tay vào làm việc mà thôi bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi ngọ luôn quan tâm tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình do đó dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian về thăm nhà hoặc là gọi điện hội tham người trong nhà nữa đối bạn nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, dễ mất bình tĩnh, gây gõ với người khác. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, dễ bỏ dở công việc dựa chừng. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, quan tâm tới gia đình, đặc biệt là cha mẹ của mình và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 59, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. tử vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi mùi bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi trở nên quá mức tự tin thành ra chủ quan. Bạn mệnh tuổi mùi, kiêu ngạo, tự cho rằng mình có thể hiểu rõ và giải quyết được mọi chuyện, cho nên không muốn nghe theo lời khuyên can của bất cứ ai. Và với bạn tuổi mùi, trong ngày này cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai có thiệt ý với mình. Nếu là cấp trên và muốn góp ý cho ai, bạn mệnh tuổi mùi nên dùng những từ ngữ uyển chuyển tránh để người nghe bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình bởi chưa chắc những hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu như bạn thay đổi góc độ quan sát vấn đề đi bạn tuổi mùi nhé về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa chú ý cách nói năng tránh làm mất lòng người khác từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên cố chấp với quan điểm của mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 28, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ Vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân rất vượng vận về đào hoa, bạn mệnh tuổi thân dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ cái cách nói năng hài hước và dễ mến của bạn, đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình và biết đâu bạn sẽ tìm được ra người ấy thì sao? Và ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Mọi người trong nhà luôn tâm sự với nhau mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống và sau đó tìm mọi cách để giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Trong ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh và đây là dấu hiệu tốt cho con đường sự nghiệp của bạn. Bạn mệnh tuổi thân nếu như tham gia thi cử tuyển chọn trong ngày hôm nay bạn có thể sẽ đạt được kết quả khả quan và quan trọng là bạn phải tin tưởng vào chính bản thân của mình nữa. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhân duyên nở rộ được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, gặp nhiều may mắn nếu như bạn tham gia thi cử hoặc là tuyển chọn. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 14 Số 26 Giờ tốt Từ 5 giờ đến 7 giờ Màu sắc cát tường Màu vàng Màu kim Quý nhân phù trợ Tuổi tỵ Tuổi dậu Tuổi tốt Từ vi tuổi dậu thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu, bạn là người giàu kinh nghiệm, dễ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng. Dưới sự giúp đỡ của Tam hợp cục, Tỵ Dậu sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu dễ dàng dẫn dắt mọi người đi tới thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải chú ý tới tính cách nông nổi, hiếu thắng của mình. Và trước khi giải quyết công việc gì thì bạn nên suy tính trước sau cho thật kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp, bạn và người ấy càng trở nên thấu hiểu nhau hơn và nếu như bạn còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nữa rồi, chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nữa. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người, từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa có tầm nhìn xa trông rộng để dẫn dắt mọi người Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ không nên mù quáng vội vàng đưa ra quyết định Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 70, số 87, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn Tuất xịu mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất nối năng quá mức thẳng thắn. Chính vì vậy mà cho dù mục đích của bạn có tốt đi chăng nữa thì bạn vẫn phải nhận nhiều phản ứng trái chiều. Bạn cần phải chú ý hơn tới cách diễn đạt của mình bạn tuổi Tuất nhé. Và trong công việc của bạn tuổi tuất ngày thứ năm này, nếu như gặp phải trở ngại, bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức. Và nếu như bạn nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình, thì bạn cũng đừng có ngần ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm xung quanh. Bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người yếu kém, kém cỏi nhé. Ngày này với bà tuổi Tuất đó, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều xuân sẻ thuận lợi. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa quá mức thẳng thắn dễ làm tổn thương người khác. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, chú ý ăn nói nếu không muốn nhận sự phản ứng của mọi người. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, không nên đầu hàng khi mới gặp phải khó khăn. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 34, số 49, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu no đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi hỏi thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 với bà tuổi hợi bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi hợi đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi hợi đang có được cơ hội thăng tín tốt nếu như bạn làm trong lĩnh vực liên quan tới công danh, sự nghiệp. Bạn tuổi hợi, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ dàng nhận được sự tin tưởng của những người lãnh đạo nữa. Vì vậy, với bạn tuổi hợi không nên bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp để cho cơ hội rơi vào tay của người khác. bạn mệnh có thể đã hài lòng với thực tại và không muốn nhận những trọng trách lớn lao. Xong, bạn cũng không nên để cho kẻ khác nặng tay trên những điều thuộc về mình. Trong ngày thứ năm này với bà tuổi hợi, lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Cái chuyện tình cảm của bạn mệnh và nửa kia không được in bình. Có thể tất cả là những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với người ấy trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì mà tuổi hợi nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên để cho cơ hội rơi vào tay người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hài lòng với thực tại, không muốn tiếp tục cố gắng. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có cơ hội thăng tiến một cách nhanh chóng. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm. 3 sao, con số may mắn, số 49, số 67, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.